tùy lỗi. Chẳng hạn như lỗi kỹ thuật thì bên nhà cung cấp nó xử lý, tụi em không xử lý nào. Sao ra nó nổ giò. Dạ em gửi mà 15. Của nó em để về anh khỏi phải đi mua. Rồi đây chú bỏ vô cho con về bật công tắc ở đây lên cho nha. Nè công tắc nè, bật nhẹ thôi ha. Rồi xong.